Chào cả nhà nhé. Hôm nay trời, hôm qua câu im quá, bữa nay mình đi câu tiếp. Mà bữa nay trời thì nó không có được đẹp như hôm qua. Trời bữa nay âm u quá. Mà biển thì nó im quá, nó không có ấy. Nó không có động như hôm qua. Thì bữa nay mình đi câu quyền băng luôn. Không biết sao, hên xui. Rồi giờ ra câu thôi các bạn. Đây đi thì đây ra dài dài đó, có nhiều người câu. Có mực quá trời nè. Đây vòng vòng người ta câu có mực quá trời. Một con. Hai ba con. Quá trời luôn mình. Rồi. Có kìa. Ông kia câu có nữa kìa. Quá trời luôn. Bự không? Em. Kéo lì lì vậy. Rồi. Bóp chưa? Rồi. Dạ.
vô đây. Ôi em còn hai con ngựa. Ui da. Ai mà. Xin con câu mồi hay gì. Đủ chưa? 8 con hả? Qua lấy của anh cho đủ 2 con nữa, 10. Đứng dậy đi tới luôn cho bà coi đấy. Trời ơi, gái tôi đi câu mực. Đi câu mực. Đi câu mực ra lạc, đi câu mực nè. Trời ơi, nó mặn ngang áo rồi, đi câu mực. Hello. Hello lạc. Lạc có câu được con nào không? Một đêm, một đêm nha mấy bạn ơi. Rồi, đó, dăng câu nè, đó, mấy nhóc nè. À, giờ nó còn đang nhẹp nhẹp đây kìa. Đó, nó đem cái xô bự lắm á, câu cũng được nửa xô rồi đó. Còn tụi mình có cái xô nhỏ xíu à, cũng đầy xô luôn. Rồi, không biết bao nhiêu con nữa rồi về. Rồi về 10 giờ rồi. Ủa bà có con ngồi, đưa con ngồi để ở đây chụp hình cái cho nó ngầu ngầu cái tao mì. Đưa con ngồi kìa. Để lên đây cái coi. Để lên đây. Để lên cái chồng. Đó. Để lên con mực nè. À, cả một tuần mình đi câu mực về thì bây giờ mình làm mấy cái món ăn nha các bạn. Mực xào. Mực hấp. Mực này mực hấp gừng hành xả rồi nha các bạn. Hấp lên vậy rồi mình chấm muối tiêu mình ăn thôi. Ngon cực kỳ luôn. Thì cái này muối ớt chanh rồi. Thì ở Úc này nếu mà các bạn chịu khó mà biết tới mùa con này con kia thì cứ xách cần lên ra biển là có đồ ăn ăn nha mấy bạn. Đó. Thì cái clip này là tổng hợp nguyên một tuần mình đi câu mực. Thì có những cái cảnh nào hay thì mình ép vô đó mình làm clip cho mấy bạn coi thôi. Rồi bây giờ là mình đang thưởng thức cái thành quả của mình. Con mực nó mềm, nó ngon, nó dai mà nó kiểu mà nó không biết nói như sao. Rất là ngọt, rất là tươi luôn nha mấy bạn. Đó. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha.